Huyền Trâm xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình hội thoại của đài VANTV. Thưa quý vị, ngày hôm nay đến với buổi hội thoại thì Huyền Trâm rất hân hạnh để giới thiệu đến quý vị là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa để tranh cử cho chức vụ là dân biểu liên bang của Hoa Kỳ khu vực 22. Đó chính là anh Danny Nguyễn. Xin kính chào anh. Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả và chào cô Kiều Trâm. Dạ, rất là vui hôm nay được nói chuyện với Kiều Trâm. Cảm ơn anh đã dành thời gian trong không khí Giáng sinh đang rất cần kề rồi, rất bận rộn. Tuy nhiên anh vẫn dành thời gian để đến chia sẻ cùng với các khán thính giả của VANTV. Vâng, cảm ơn Kiều Trâm. Đây là một cái dịp lễ rất là đặc biệt. Còn vài ngày nữa là mình tới Giáng sinh rồi phải không? Dạ. Thì cái năm này đối với Kiều Trâm thì có một cái năm có đạt nhiều kết quả tốt không? Cũng rất là nhiều. Khi mà mình không ngừng cố gắng thì tất nhiên mình sẽ đạt nhiều vào những cái ngày lễ cuối năm này. Còn riêng anh thì sao? Khi mà cái giai đoạn bầu cử này cũng đang rất là trộn rộn và ngay vào dịp lễ nữa thì anh có phải bận rộn quá mức hay không? Rất là vui. Như Kiều Trâm cũng biết là cái cuộc sống thì rất là bận rộn. Dạ, vâng. Nhưng mà khi mà mình thích một điều gì hay là mình quan trọng hóa một điều gì thì mình sẽ tạo ưu tiên cho cái điều đó. Dạ, đúng. Nhưng rồi. Mà một năm nay quả là một năm rất là nhiều phước hạnh, một năm rất là I'm very grateful, rất là cảm ơn về những cái sự mà ban phước của Thượng Đế cho năm nay. Và hy vọng rằng cái năm sau là cái năm mà diễn ra buổi bầu cử này thì anh sẽ đạt được thành công nhất định nhé. Và không biết, và thưa quý vị, anh Danny Nguyễn đến với chương trình ngày hôm nay với mục đích là anh muốn cho các cử tri cũng như là các quý vị khán thính giả hiểu rõ hơn về vị ứng cử viên duy nhất trong cuộc bầu cử này. Thưa quý vị, thì không biết anh có thể nói sơ qua về cái tiểu sử của anh như thế nào, tức là anh đã được sinh ra và sinh trưởng ở Mỹ hay là sao anh? Cảm ơn Kiều Trâm. Khi mà đối với một người ứng cử viên ra thì ba cái điều mà người ta hỏi đó là cái đó, anh là ai? Dạ đúng. Và câu hỏi kế tiếp là Kiều Trâm biết. Dạ vâng, là tại sao anh lại ra ứng cử? Và cái điều thứ ba là anh sẽ làm gì cho làm cộng đồng, và đặc biệt ở đây là cộng đồng người Việt của chúng ta. Đúng rồi. Như Kiều Trâm đã biết đó, khi một người ứng cử viên ra là sẽ gặp những cái câu hỏi rất là nhiều. Và một cái câu hỏi người ta hỏi rất là nhiều, người ta hỏi về thân thế, người ta hỏi về tiểu sử của mình sinh ra, tại vì người ta muốn biết mình là ai, mà tại sao, và cái mình từ cái tiểu sử đó người ta mới biết cái động cơ của mình. Thì Danny sinh ra ở Đà Nẵng Việt Nam, trong cái thời kỳ chiến tranh cuối tháng 12, dịp tháng 12 năm 66, khi mà cái thời chiến tranh đang nổ. Trong gia đình có ba người, có ba trai ba gái, là sáu anh chị em. Và sau năm 75 thì dọn vào Sài Gòn. Và sau khi ở được với dưới chế độ cộng sản 6 năm thì gia đình quyết định đi vượt biên. Dạ, cho đến 6 năm chịu đựng dưới cái ách đó thì gia đình anh mới quyết định đi vượt biên. Vậy thì cả gia đình anh đều quay đến Mỹ được hay là chỉ có một vài người hoặc là vài người còn kẹt lại Việt Nam thôi? Như Ngọc Trâm biết là khi mà cái khu vực biên là cái sự mạo hiểm rất là nguy hiểm, nên cũng giống như nhiều gia đình khác thì gia đình anh quyết định bố anh và anh để lại năm người mẹ và năm chị em. Và 10 năm sau mới gặp lại. Thì trong cái đêm định mệnh đó thì anh đã xuống một con tàu với cùng chung với 72 người trên chiếc tàu. Thì cho cái câu chuyện nó ngắn là sau 25 ngày trên biển, cũng gặp rất là nhiều thảm họa, cũng gặp cướp bóc, cũng bị hãm hiếp, cũng bị chia ly, rồi cuối cùng lên bờ tại Thái Lan năm 82. Mà rất là không may cho mình, năm 82 thì chính quyền Thái quyết định cửa cho người nạn. Như Kiều Trâm cũng biết là từ 55 cho tới 82 thì một ngày vô số người Việt Nam vào cái bờ của Thái, nên nó đã trở thành một gánh nặng. Và chính phủ Thái đã quyết định không có chấp nhận người tị nạn nữa. Thì rất không may cho mình vào đúng cái lúc mà người ta cấm, thì lúc đó mới bị ở tù 3 tháng với cái tội danh là nhập cảnh bất hợp pháp. Lúc đó mình 14 tuổi nha. Lúc đó chỉ mới 14 tuổi thôi mà anh đã phải chịu cảnh tù đầy ở nước người rồi. Vậy thì cho đến năm bao nhiêu tuổi thì anh mới đặt chân được đến Mỹ thưa anh? Và sau gần 3 năm ở trong 3 trại tị nạn Thái Lan với Philippines thì cuối cùng tới Mỹ. Tới Texas vào tháng 7 năm 1984, đến ở Fort Bend, Sugar Land.
Fort Bend, Sugarland là tại cũng gần là cái là cái vùng mà hiện hiện là bây giờ mình đang ra ứng cử bây giờ đó. Vậy là anh đã trong bao nhiêu năm qua anh vẫn không chuyển đi đâu hết mà chỉ ở tại Texas này thôi. Cũng đi chu du cũng vài nơi trên trên đi học đi học trường Texas A&M. Thì anh mới ra trường Texas A&M năm 96 với bằng quản trị kinh doanh mà chuyên về thương mại quốc tế international business. Thì anh mới trở về lại come back home. Xong trở lại và mua cái nhà đầu tiên ở Sugarland luôn. Rồi lúc đó anh mới bước vào nghề commercial estate là nghề bất động sản thương mại. Và cho đến bây giờ anh vẫn làm cho tới năm nay thì anh rất là vui. Và báo với Kiều Trâm là 21 năm. Wow, 21 năm trong nghề. I still love doing it. Trong mình rất là may mắn Kiều Trâm như lúc trong cái nghề mà rất là may mình nó hợp với cái sở trường với sở thích mình. Tại vì cái nghề đó là making deal, cái nghề mà đại diện về mua bán đầu tư về bất động sản thương mại shopping center. Cái đó không phải là cái nghề mà tạo ra cái sự mưu sinh nữa, nhưng mà nó là một cái sự tạo ra ví dụ một miếng đất trống. Nhưng mà vì cái nỗ lực của mình, một cái building nó dựng lên. Và khi một cái thương xá, một cái building dựng lên thì nó tạo công ăn, việc làm, những dịch vụ các thứ. Thì cái đó là một cái niềm rất là niềm vui mà nó giữ cho mình tới 21 năm. Trong 21 năm anh làm trong ngành bất động sản. Vậy thì cái nguyên do và lý do nào đầu tiên mà đã xảy đến với anh để mà anh quyết định anh tham gia vào chính trị? Thì như Kiều Trâm cũng biết đó là trong cái ngành chính mình đã đến một cái mình đã đến từ một cái quốc gia mà khi mà nghĩ tới chính trị là thường thường mình có một cái ấn tượng rất là xấu. Khi mình nghĩ tới chính trị là mình nghĩ tới những điều xấu xa, những cái điều thủ đoạn, tất cả các thứ, đúng không? Tại vì mình đã ra đi từ vì chính trị nên mình có chiến tranh, mình có. Nhưng mà sau khi hoạt động tham gia vào dòng chính thì mình mới nhận ra một điều đó là chính trị địa phương đó là đó là một cái sự đóng góp cho mình. Cũng như trình bày với Kiều Trâm hồi nãy là vì cái nỗ lực của mình mà tự nhiên cái miếng đất nó trở thành một cái khu thương xá phồn thịnh lên, tạo công ăn việc làm, tạo thuế cho chính phủ. Thì cái đó lúc giờ vì cái sự mà tương tác với chính quyền thì được người dân khuyến khích mình. Thì lúc đó thì đó là cái động cơ mình vào. Thì Kiều Trâm cũng biết là lúc đó khi mình ra ứng cử là mình có lần đầu tiên ra ứng cử là toàn thành phố, là at large. Lúc đó là mình có đối thủ là ba đối thủ người địa phương, mà ba đối thủ cộng lại là 47%, 43%, mình thắng được 57%. Cái đó là cái điều mà thượng đế, cái điều là ngoài sự mong ước của mình. Và chắc hẳn đó cũng do cái bản năng và khả năng của anh để mà những cử tri tin tưởng vào anh và đã bầu chọn cho anh. Và vào năm nay thì chúng ta cũng vẫn có 4 ứng cử viên phải không thưa anh? Vâng, giờ đây cũng tương tự giống như cái mà và hy vọng mình cũng cầu mong là nó cái kết quả nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà giống như nói tất cả là đều tài là một chuyện. Nhưng mà do cái lòng dân. Tại vì khi một cái người mà đại diện một đây là một cái khối người rất lớn trong cái khu congressional district, cái vùng đó là có 600 ngàn dân, mà 600 ngàn dân có một người đại diện trong quốc hội, mà khi mà cái người đương nhiệm bây giờ đã ở trên Washington quá lâu rồi, quá lâu trở thành chuyên nghiệp rồi, lúc này người ta không có để ý tới cái sự thành quả nữa. Mỹ nó là taken thing for granted. Thì lúc đó bây giờ những cái người dân người ta cũng giống như cái thời kỳ trước, người ta nói là đã tới cái lúc mà phải cần thay đổi một khuôn mặt mới. Và khuôn mặt mới thì có thể nói là những ứng cử viên như anh thì có thể hiểu được lòng dân hơn, hiểu rõ hơn trong cái thời đại bây giờ, trong những năm gần đây thì những cử tri của chúng ta cần những gì để mà chúng ta đạt được cái thỏa thuận của lòng dân hơn. Và thôi thì chúng ta quay trở lại về bản thân anh cũng một tí xíu. Thì Kiều Trâm cũng biết là anh đã từng tham gia vào hội văn hóa có tên là VCSA. Thì không biết anh nói sơ qua cái hội này là gì không thưa anh? Dạ vâng. Như Kiều Trâm cũng biết đó là cái bản chất mà phục vụ đó thì nó phải có một cái quá trình. Chứ không có phải một người nào thì ra ứng cử rồi tự nhiên nói là tôi quan tâm tới cái cộng đồng của mình. Nó phải có một cái quá trình hoạt động có bằng chứng đàng hoàng. Cái sự hoạt động cộng đồng nó là những cái bản chất, cái bản tính thứ hai của mình. Thì năm 96, 97 thì anh tham gia vào Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam và rất là tích cực tham gia và cũng đã tạo ra những cái chương trình cho hội, và hiện bây giờ cũng vẫn là thành viên. Là Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam là một cái hội mà anh rất là thích và hy vọng là Kiều Trâm trong tương lai sẽ tham gia vào Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam.
vì đây là cái nơi hội tụ của rất nhiều người trẻ và có cái chương trình Lên Đường. Chương trình Lên Đường là cái nơi mà đào tạo ra những người lãnh đạo. Chắc chắn là... thì những Kiều Trâm sẽ gặp rất là nhiều bạn ở đó. Cộng đồng Houston thì ai cũng biết là chương trình Lên Đường rồi phải không anh? Đúng rồi. Và rất vui khi mà anh tham gia vào tích cực vào trong cái hội văn hóa này. Và sau đó thì anh có những tham gia những hoạt động nào trong cộng đồng nữa hay không? Có. Và có một cái nữa là trong tất cả những cái sự tự do, như Kiều Trâm biết là cái mình đi trả một cái giá cho tự do rất là nhiều. Mà trong cái đó là những cái tự do mà tối thiểu, là tự do về tín ngưỡng, tự do về ngôn luận, tự do kinh doanh, tự do hội họp và tự do để làm mưu cầu hạnh phúc những điều mình muốn. Và cái nơi này để mình phát triển. Mà một trong những cái sự mà tự do đó là anh thích nhất là tự do kinh doanh. Để mà không ràng buộc về những cái luật lệ hay là sao anh? Như lúc bây giờ, bây giờ thì Việt Nam cởi mở rất là nhiều rồi. Nhưng mà lúc bây giờ là tất cả là việc tất cả đều là kinh doanh hết, là do chính phủ hết. Lúc đó người dân không có cái quyền mà kinh doanh. Thì bây giờ mình đã qua một cái nơi mà có cái cơ hội để phát triển kinh doanh. Thì đó anh mới tham gia vào chương trình diễn đàn kinh doanh. Thì đó là một cái mà chắc nhiều quý vị khán giả cũng nhớ. Thì cũng đoàn có một chương trình diễn đàn kinh doanh ở trên đài 900 và cũng hoạt động được 4 năm. Và cái mục đích của chương trình đó là Kiều Trâm biết làm gì không? Dạ vẫn chưa. Vẫn chưa, ok. Cái chương trình diễn đàn kinh doanh là anh đem những mời tất cả những người thành công. Dạ vâng. Tất cả những thành công, những cái đem câu chuyện, thí dụ như anh mời nói chuyện anh Kim Sơn, anh Trí ở bên Kim Sơn, anh Thành ở chợ Việt Hoa hay là những cái vị thương gia nào đã thành công rồi. Thì mình đem những cái người đó lại, mình phỏng vấn, mình hỏi cái tại sao cũng là một người tị nạn giống như tôi, anh cũng là một người tị nạn giống như tôi, tại sao cái bí quyết gì mà đã đưa anh được thành công vấn đề kinh tế. Thì cái những cái người khách đó, người ta mới đem tới những chia sẻ những kinh nghiệm một cái cách rất là chân thật và nó cách cổ võ. Thì khi mà cái người nghe, người ta nói oh wow, anh này anh làm được thì mình cũng làm được. Và anh cũng mời rất là nhiều người Mỹ tới để người ta đem những cái cơ hội. Như là Kiều Trâm biết là trong cái thành phố, khi mình nghĩ tới chính phủ đó, thì mình cứ nghĩ là chính phủ là một cái nơi mà mình không gần gũi. Nhưng mà chính phủ là một cái cơ hội rất lớn. Như là cái chuyện mình có cảng Houston, mình có airport, mình có phi trường, mình có thành phố. Thì những cái cơ quan này là những cái cơ quan đều có những nhu cầu hết. Thí dụ như một cái cơ quan cảnh sát, thí dụ như người ta muốn đi giặt đồ đi, có bao nhiêu ngàn cái uniform để giặt đồ. Hay là cái phi trường, khi mà cái phi trường muốn... người ta muốn xây ra một cái phi trường, người ta phải cần gì? Construction, đúng không? Mà trong cái construction thì ta cần những cái người sắp em làm thương gia không được rồi. Không thì... Và có thể nói cái chương trình của anh rất là thú vị khi mà đặc biệt là dành cho những người Việt, khi mà Houston nói riêng và tất cả Hoa Kỳ nói chung thì người trẻ đang đến rất là nhiều và đang tìm những cái cơ hội mà có thể phát triển kinh doanh. Và chương trình của anh có thể là gợi lên cảm hứng mà để cho tất cả cùng thực hiện cái việc đó. Cái này we are in sync. Yeah. Đúng như vậy. Tại vì cái con nhiều bây giờ rất là nhiều người rất là bị thất vọng. Tại vì khi ra trường rồi làm việc cho một cái đại công ty nào đó hay là một cái công ty nào đó, đặt tất cả tương lai mình công ty đó một cái đùng một cái công ty đó nó bị sụp xuống, rồi người ta chơi bới không biết làm gì hết. Là tự người ta mới nghĩ tới cái con đường kinh doanh. Hồi xưa thì anh ký lên trong chương trình đó là đường vào tình yêu có trăm lần sự khó khăn. Nhưng mà đường vào thương mại cũng không có kém phần sự khó khăn và chông gai nữa. Thì nó có nhiều lắm, nó có một cái sự, nó đòi hỏi một sự can đảm rất là lớn. Tại vì trong khi mình đi làm việc cho một người chủ thì nó có sự an toàn. Mà trong đó mình mở ra, mình mạo hiểm trong một cái kinh doanh là tất cả đều bắt đầu từ mới hết á. Không những phải bỏ cái số tiền lớn ra, rồi còn phải luật lệ, rồi còn phải mạo hiểm. Mình không biết là mình có thành công hay không. Thì cái chương trình đó là anh có một cái sự mong muốn làm sao mà mình đem những cái cơ hội, mình đem những cái kiến thức, mình đem những gì mình biết được trong cái dòng chính, đem lại những công ty như Kiều Trâm cũng biết là anh có chương trình diễn đàn kinh doanh. Mà hôm nay rất là vui và rất là cảm ơn Kiều Trâm là tài tế vì người khách của mình không có. Là đem, thí dụ như mình phỏng vấn ông thị trưởng, các thị trưởng khác nhau để cho người ta đến, người ta tạo một cái nhịp cầu. Để khi mà thí dụ như Kiều Trâm thí dụ như muốn mở một cái cơ sở kinh doanh thương mại phải đi qua nhiều cái giai đoạn phức tạp rất là khó khăn của chính phủ, mà một trong cái điều mà rất là quyết tâm là khi nếu mà anh vô được quốc hội là một cái điều là chính phủ phải tạo
điều kiện dễ dàng cho những người thương gia. Tại vì những người thương gia, 80% của những người thương gia là tạo cho cái nền phồn thịnh kinh tế của nước này. Dạ đúng rồi, và có thể nói cái điều mà anh vừa nói đánh vào tác động của rất nhiều người đang làm kinh doanh ngay bây giờ, khi mà hoạt động kinh doanh quá, có quá nhiều luật lệ như đã nói thì cũng nhiều khi cản trở cái bước thăng tiến đúng, của họ đi. Đúng như vậy luôn. Dạ vâng. Như vậy nếu mình họp lại cái tiếng nói, thì mình biết khi mà mình đã đi qua một cái chính cái mà chức năng của chính phủ đó. Dạ. Là phải bảo vệ người dân chứ không có phải tạo cho cái người dân khó khăn. Dạ, nếu mà mình sống trong một chế độ độc tài thì mình phải chịu sự đàn áp của, mà trong đó một sự dân chủ vì dân, do dân và bởi dân. Có bây giờ mà Kiều Trâm lên một cái cơ quan chính phủ mà thấy cái sự đối đãi của những cái người trong cái cơ quan đó, người ta không có tôn trọng mình, mà trong đó những cái người đó người ta là phục vụ người dân, đúng không? Dạ, tại vì rồi. Chính vì những người thương gia này, người ta đến người ta xin những cái permit, những cái giấy phép để người ta mở kinh doanh, mà khi mà những cái cơ sở đó mở ra phồn thịnh thì người ta mới đóng thuế, thì chính cái thuế đó nó mới nuôi những cái người nhân viên của chính phủ. Dạ, vâng. Trong cái đó phải không? Dạ đúng rồi. Thì cái đó là người đó có dạ. phải là cảm ơn mình, là mình là người dân, đúng không? Dạ đúng rồi. Người dân phải làm chủ dạ. chứ, đúng không? Tại vì hai cái nước nó ngược lại. Một, ở nước này là người dân phải mạnh mà người chính quyền phải yếu. Dạ, không như là ở, trở lại tại Việt Nam thì Kiều Trâm cũng đã có một thời gian ở dài Việt Nam thì thấy rõ cái sự khác biệt giữa mà nhân viên làm chính phủ và người dân. Thì khi mà chúng ta đã có một cơ hội trên đất Mỹ này, có một cái sự, có một tiếng nói để khi mà chúng ta thấy bất đồng quan điểm giữa người chính phủ và kinh doanh thì chúng ta có tiếng nói, và đặc biệt điển hình như là chúng ta có thể bầu cử những cử viên như anh để yeah. mà có thể nói lên tiếng nói của người dân và có thể thay đổi được việc đó. Đó là một hy vọng của tất cả mọi người. Yeah. Cảm ơn Kiều Trâm rất nhiều. Đó là cái điều mà, yeah. cái đó là cái động cơ như thế nào. Tại vì khi mình, cái lý do mà mình cũng hơi dài dòng chút xíu để mình kể về cái tiểu sử của mình, kể yeah, và vâng. cái cuộc hành trình của mình yeah. đi qua. Tại vì cái đó là cái sự thông cảm. Tại vì khi nếu không, làm sao anh có thể đại diện được tôi? Tại khi một người đại diện là một cái người phải hiểu được tâm tư và tâm tình của cái người dân mình đại diện, mà không hiểu được thì đó là những cái mà cái quá trình mình qua một cái câu chuyện rất là khiêm nhường. Dạ, vâng. Ngày hôm nay như Kiều Trâm hỏi là một cái năm này mình nhìn lại mình thấy quá là may mắn đi. So lại với những năm mình trước, mình cảm thấy quá là hạnh phúc. Dạ. Mình sống trong cái xã hội tự do. Nhưng mà trong cái sự tự do đó là mình phải bảo vệ nó. Tại vì nước Mỹ hơn bao giờ hết, nước Mỹ đang cần có cái tiếng nói. Tại vì trong Quốc hội Hoa Kỳ đã có một cái sự đổ vỡ. Cái nước Mỹ là đang ở trong cái giai đoạn phân tán, divisive. Dạ vâng. Và thưa anh là trở lại để cho quý vị khán thính giả biết được là anh đã từng hoạt động trong cộng đồng gần gũi như thế nào, thì Kiều Trâm cũng biết là anh đã từng hoạt động trong Hội đồng Phát triển Thương mại Quốc tế dưới thời của Bill White. Thì không biết trong khoảng thời gian hoạt động là bao nhiêu lâu, hiện tại anh còn hoạt động trong hội đồng đó không thưa anh? Có, anh bắt đầu từ bên mỗi nhiệm kỳ của thị trưởng thì người ta có một cái hội đồng cố vấn về thương mại quốc tế. Tại vì cái người đó người ta dựa vào, người ta có một cái về bên châu Á, châu Âu và bên những cái địa lục khác nhau. Thì rất là may mắn được phục vụ trong cái hội phát triển về kinh doanh quốc tế để cố vấn cho ông thị trưởng. Thì có một lần mình cũng đã được là chair là trong cho cái hội đó. Thì cái điều may mắn là mình cũng đã đi với các thị trưởng, đi rất là nhiều cho những nước khác. Đi để làm gì? Đi các nước khác để mình phổ biến. Tại vì cái kinh doanh ngày hôm nay nó không còn biên giới này, Kiều Trâm. Dạ rồi. Dạ, tức là từ... Không biên giới nữa, dạ, tại vâng. vì tất cả những... Tại vì mình không có còn ngồi một chỗ nữa. Không, bây giờ những cái thời vàng son mà mình ngồi một chỗ. Tại vì cái Texas nó có nhiều đất đai. Mình phải đi ra, một cái người lãnh đạo giỏi đó, là người ta phải đi ra những cái nước khác. Người ta mời những cái công ty, thí dụ như BMW, là những cái công ty mà ta sản xuất các nước khác, người ta mời lại để người ta đầu tư thành phố. Thì đó là cái sự hoạt động của mình trong cái phòng mà. Dạ, cảm ơn anh Danny rất là nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài giây phút mà chúng ta đã có dịp hiểu biết rõ hơn về việc ứng cử viên đại diện cho cộng đồng người Việt của chúng ta để tranh cử vào chức dân biểu liên bang của khu vực 22. Và thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại thì Kiều Trâm và cũng như là anh Danny Nguyễn sẽ trở lại để chúng ta biết rõ hơn về cuộc bầu cử này nhé. Xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của VANTV. Và thưa quý vị, quay trở lại với buổi hội thảo ngày hôm nay, với buổi hội thảo với lại ứng cử viên Đảng Cộng Hòa để tranh cử cho chức vụ dân biểu Liên bang Hoa Kỳ khu vực 22. Cảm ơn anh vẫn ở lại đây với Kiều Trâm để chúng ta cùng tiếp tục trò chuyện với quý vị khán thính giả. Cảm ơn Kiều Trâm. Và vừa rồi chúng ta ngưng ở những cái hoạt động mà anh đã tiến đến gần hơn đến với cộng đồng, thì Kiều chắc có thể là những cộng đồng ở tại Houston không còn xa lạ với anh Danny nữa. Tuy nhiên thì dành cho các khán giả vẫn chưa biết anh, thì anh đã từng hoạt động và tham gia vào gần gũi cộng đồng vào năm anh bao nhiêu tuổi rồi? Từ năm 96. Từ năm 96. Từ năm 96 là khi mà ra trường mới bắt đầu vào nghề. Thì chắc những người mà sống ở Houston lâu thì cái khuôn mặt mình cũng không phải là lạ lắm. Thì tất cả những cái chương trình về cộng đồng, về văn hóa, về ca thì hình như là đều có mặt mình để cổ võ cùng chung một cái bàn tay với cộng đồng. Hay một cái điều mình cũng rất là vui khi mình nhìn lại mười mấy năm về trước, thấy những tấm hình mà ngày xưa mình cùng góp một bàn tay với những đi gây quỹ, đi đờn ca hát, đứng ngoài chợ, đứng các chợ để cầm cái thùng để xin quỹ cho những cái vụ lũ lụt ở bên Việt Nam. Thì đó là những cái mà ký ức mà có thể là những cái người Việt Nam mình cũng còn nhớ. Thì đương nhiên mình vắng bóng một thời gian đi vào dòng chính, nhưng mà cái kỷ niệm đó thì nó cũng vẫn còn, cái sự tương giao nó vẫn còn. Chắc hẳn từ những cái hành động nhỏ đó mà đã ăn sâu vào trong anh, đã khiến anh quyết định để mà đi theo dòng chính trị này, cho trong tin như vậy. Và cũng để nhắc lại là anh đã từng là ứng cử và đã đắc cử lần đầu tiên cho cái vị trí là consultant trong vòng 4 năm phải không anh? Đúng. Thì đó là vào năm nào thưa anh? Năm 2010 đến 2014. Và sau đó mình cũng ngoài cái việc mà nghị biên thành toàn thành phố trong, thì mình cũng tham gia rất là nhiều cái hội đồng cố vấn cho ông tỉnh trưởng ở Fort Bend, hay là hay là cũng có nhiều cái về cái committee. Thì nói tóm cái sự động của mình nó không bị gián đoạn, nó cũng vẫn tiếp tục, nhưng mà nó trong vòng chính nhiều hơn. Vậy thì anh rất là bận rộn khi mà vừa kinh doanh, vừa theo dòng chính trị, làm những cái công việc cộng đồng, đã là một tác giả một cuốn sách mà người ta gọi là best selling phải không? Thì không biết anh có thể giới thiệu sơ về cuốn sách này cho quý vị khán thính giả được không? Cảm ơn chị Trâm. Như chị Trâm hỏi nãy là mình ở trong nghề bao lâu, thì anh rất là vui mừng nói là mình ở trong nghề 21 năm. Thì khi một chỗ đó là một cái niềm rất, nó không phải là nghề nhưng mà sự hãnh diện trong nghề. Thì anh rất là may mắn, anh được đồng tác giả với một cái tác giả mà chắc Trâm cũng biết là Jack Canfield. Ông Jack Canfield là một tác giả rất là nổi tiếng với cái tựa đề là Chicken Soup for the Soul. Nó tóm lại là mình dịch là cháo gà cho tâm hồn. Cái nghe này, nhưng mà cái mục đích của một cái nó đã dịch ra rất là nhiều quốc gia và bán hơn 500 triệu cuốn. Mà cái chủ đề của ổng đó là cái mục đích chính là nó tạo cho cái sự niềm phấn khởi như như Kiều Trâm nãy đấy. Người ta muốn được cái mập khởi người khác, bên Việt Nam mình không có, nhưng mà Mỹ hay có những cái inspiration mà để tạo cho người khác chấn lên, người ta theo đuổi cái mục tiêu. Thì trong cái đây 3 năm thì ổng có một cuốn sách là về thành công. Không phải là mình thành công là vấn đề tài chánh, là mình là giỏi nhất, tài giỏi nhất hay là giàu nhất, nhưng mà định nghĩa của ổng là thành công có nghĩa là gì? Thành công có nghĩa là mình ở một cái quá khứ của mình một rất là khiêm nhường, nhưng mà vì cái sự mà nỗ lực của mình, một cái sự mà thèm khát và sự thành công của mình, cái sự mà vượt bén thì ổng rất là thích câu chuyện của mình. From a political refugee to a political leader, là từ một cái người tị nạn mà trở thành một người tị nạn. Mình mới may mắn mình được trong đồng tác giả và trở thành bestseller. Very very proud, rất là vui. Và biết được là anh, những câu chuyện của anh được chia sẻ trong chính cuốn sách này. Và không biết thì những vị khán thính giả hội mua được những cuốn sách này không? Nó có ở trên Amazon. Dạ vâng. The Soul Success, thưa quý vị. The Soul Success. Nếu quý vị có thể tìm mua cuốn sách
này để chúng ta cùng đọc và trao văn mà cho cái vị đọc tác giả này. Dạ vâng, dạ. Và họ thì cũng đều không có slogan cho cái chiến dịch tranh cử này của mình hay không? Có một cái câu hỏi đi nghe mà nó đòi hỏi sự thực tại những cái ưu điểm của Mỹ là mình tới không biết là kiểu trong khi là you're proud to be an American, I'm proud to be an American. Dạ vâng. Hãnh diện được người Mỹ, đây là một cái sứ được đặt trên cái nền hiến chương, hiến pháp của Hoa Kỳ bảo vệ quyền. Cái nơi đây là cái nơi mà có bà nữ thần tự do. Vâng. Tất cả mọi người hãy đến, tại vì đây là những cái nơi đón tiếp những cái người mà đến đây để tìm mình rất proud. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây đó, thì nước Mỹ càng ngày thì nó cả mình mất đi một cái proud đó đi, những cái hạnh từ người lãnh đạo. Thì anh nghĩ nếu mà ra một cái slogan là tiếng Việt mình là khẩu hiệu vâng. Hay là đại khái như vậy, thì khi mà nếu mà mình nói mình proud, mình một cái người thì mới proud đúng không? Yeah. Ví dụ nếu mà người lãnh đạo mà làm đúng cái vai trò của người lãnh đạo thì phải proud. Ví dụ make America great, đó là sự hãnh diện, và cái sự hãnh diện đó là nó bắt đầu từ chính bản thân của mình. Tại vì khi ông Gandhi ông ấy, khi mà thấy quốc hội, mình thấy như những cái cuộc mà rất đáng buồn, một cái nước văn minh như này, bảo hiểm y tế cho gia đình, cái đó là điều đáng buồn. Cái đó đúng là cái công việc chính, mặc dù nó có một cái sự bên đảng Cộng hòa có cái sự cải thiện. Những quốc hội là những người chăm chú về giáo dục, về y tế, về hạ tầng cơ sở, về bảo vệ của dân và giảm thiểu những cái luật nặng, nó bớt người dân, nó bớt nặng đi. Nhưng mà trong đó ngay quốc hội, nếu mà Kiều Trâm hay quý vị để đi thì đấu đá với nhau, nhưng người ta không có còn đặt cái niềm, người ta không có còn đặt cái quyền lợi của người dân thì không có đạt được kết quả. Dạ, với anh nó là make America proud. Dạ đúng rồi, cũng Kiều Trâm thì Kiều Trâm nghĩ theo cái slogan của anh, theo cái ý nghĩa này, khi mà nghe đến câu slogan này thì Kiều Trâm nghĩ là Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ là đất nước mà dành tất cả các dân tộc, tất cả các mọi màu da, và điển hình như anh là đại diện cho người Việt Nam. Thì thưa quý vị, anh đại diện cho người Việt Nam, làm cho người Việt Nam tự hào, cũng giống như là anh đại diện cho cả nước Mỹ khi mà làm nước Mỹ tự hào, khi mà Hiệp cho tất cả các màu da. Và đã nói về những bản thân của anh rồi, về những cái tiểu sử cũng như anh đến ở đâu, anh coi Mỹ vào lúc nào, nhưng bây giờ thì Kiều Trâm muốn hỏi tranh qua tới Mỹ. Cái điều mà quan trọng nhất mà rất là vui vui mừng nhìn lại cũng là 14 tuổi rời Việt Nam, tranh qua đẹp gần 10 tuổi rồi, đó là cái ngôn ngữ thứ nhì. Nhưng mà vì cái sự mà đam mê, cái điều quan trọng là cái sự đam mê về ngôn ngữ, dành cố truyền đạt để mình trở thành một tiếng của tự do. Và ngày hôm nay nhiều lúc mình đứng lên đứng lên để thuyết trình trước cả ngàn người Mỹ thì mình cảm thấy đó là một cái điều mà nó do sự nỗ lực. Dạ đúng. Tại nó không phải, tại vì mình biết là mình có cái câu chuyện nước Mỹ bạn cần hơn bao giờ hết, tại vì mình là chứng nhân của lịch sử, mình đã thấy những cái điều mà thảm họa của một cái chế độ độc tài. Thì bây giờ nước Mỹ đang trên đà đó thì mình phải đứng lên, mình phải chia sẻ những cái câu chuyện của mình. Thì đó là anh nghĩ là cái khả năng mà truyền đạt. Rồi cái thứ hai đó là giáo dục. Thì là một cái người mà mình cũng bị gián đoạn rất là nhiều, mà cuối cùng anh cũng ra trường được.
Texas A&M. Rồi cái ước mơ của anh là kinh doanh thương mại. Thì anh cũng đã mở được, đã theo cái con đường kinh doanh thương mại, đã cố vấn cho người khác về đầu tư thương mại, và chính mình cũng đầu tư vào bất động sản thương mại trong đó. Thì cái đó là những cái điều mà rất là thành công, mà cái mà anh vui nhất là cái thành quả được. Mình là một người tị nạn, nhưng mà bây giờ mình trở thành người công dân Hoa Kỳ, và mình bây giờ làm được giới chức trong Hoa Kỳ. Cái ngày mà rất là thiêng liêng đối với mình đó, Kiều Trâm, là cái lúc mà mình giơ tay lên để mình nhận chức cho là City Council. Thì cái đó, cái ngày mà đầu tiên mà bố của mình phải ứa nước mắt trong cái sự vui mừng bố mẹ nước mắt. Tại vì không ngờ là khi một cái người con mình tị nạn, nhưng mà ngày nay mình có được cái đặc quyền để mình phục vụ cho chính quyền Hoa Kỳ. Dạ, vậy thì bước đầu tiên trong cái quá trình mà làm cho nước Mỹ tự hào là anh đã làm cho gia đình của mình tự hào trước tiên. Dạ vâng, và kiểu, thưa quý vị, không biết quý vị có thấy không, là đằng sau là tấm hình của anh Danny cùng với gia đình rất là hạnh phúc. Vậy thì là anh có tới 3 cháu trai. Dạ vâng, dạ, có 3 người trai. Có một người vợ cũng rất là ủng hộ. Dạ, tại vì Kiều Trâm biết là khi mà ra vấn đề, ra chính trị nó không có giá trả, không có đơn giản đâu. Nó phải một cái sự hy sinh rất là lớn. Dạ, tại rồi. Vì nhiều lúc người ta cứ nhìn cái sự, người ta nghĩ ô mình tới cái title, những cái tên, nhưng mà đó là những cái sự mà trống rỗng thôi. Tại vì đằng sau đó là những, người ta đã làm dâu trăm họ là nhiều, đúng rồi không? Mà Kiều Trâm tưởng tượng ta có 600.000 dân mà đi ra tất cả những vấn đề gì, mà khi người ta vừa gặp mặt mình, kể như là cái thời giờ của mình nó không có giới hạn. Người ta gặp mình chỗ nhà thờ người ta cũng complain, hay là người ta gặp mình ngoài chợ thì lúc nào người ta gặp tới mình, ta những cái sự tức giận người ta cũng chúc đầu vào đầu mình. Rồi cái đó là chưa kể trong những cái sự mà tiến trình mà mình đi bầu cử, phải đi thuyết phục người ta nữa, thuyết phục rồi đi phải gõ cửa xin phiếu, và đôi khi cũng gặp những sự từ chối, rồi khi những gặp sự phẫn nộ của nhiều người tại vì người ta không đồng, thì nó phải trả rất là giá rất là đắt. Thì cái đó những cái người mà ứng cử là phải có một cái người mà spouse là rất là ủng hộ. Yeah, I'm very thankful. Yeah, và tuy nhiên anh cũng có sự hỗ trợ rất lớn là từ phía gia đình của mình. Yeah, gia đình anh và gia đình lớn, mẹ, anh, chị em, với tất cả bạn bè, không có cái điều đó không thể nào làm được. Tại vì đó là cái sự động lực của mình. Tại vì nếu không mình sẽ ngã liền, tại vì công việc này nó không phải dễ nha. Dạ vâng, và em cũng được biết là anh là được chỉ định bởi thẩm phán của cuộc là Robert Herbert, em có nói tên anh này đúng không? Đó là anh trở thành là công ty cố vấn ngôn ngữ châu Á. Thì em có thể nói sơ qua. Dạ, cái đó về năm về trước. Dạ. Tự nhiên anh cũng đã nói với Kiều Trâm thì ông ở Fort Bend County là một cái vùng rất là đa dạng về chủng tộc. Dạ. Thì ông lập ra một cái hội đồng để cố vấn ông về những cái ngôn ngữ nào phải cần trong những cái trong cái ballot. Thì đó là những, và anh cũng, nhưng mà cái điều mà thích hơn đó là anh cùng với ông tỉnh trưởng, tỉnh trưởng với cái phái đoàn của Fort Bend đi qua Trung Quốc, qua các thành phố để kêu gọi sự đầu tư nha. Dạ vâng, và ngoài cái đó thì anh cũng làm chủ tịch của Ủy ban quan hệ quốc tế. Dạ vâng, thì anh nghĩ cái đó thì cũng đủ về cái đó rồi. Dạ vâng. Anh rất là cảm ơn vì cái đó là một trong những cái mà như nói với Trâm đó, thì cái chính làm sao mà mình muốn mà tạo cái công ăn việc làm vô, tại vì mình có cái cơ hội rất là may mắn. Thì mình cùng, tại vì cái mà việc đầu tiên để thay đổi, để make America proud, mình phải take full responsibility. Mình cứ chỉ tay mình nói tại vì cái số phận của tôi nó không phải như thế này, là vì người này, vì người kia hay vì cái này, nhưng mà mình phải chịu trách nhiệm chính bản thân mình, cho mình take full responsibility. Thì cái đó là một trong những cái mà, thí dụ như mình muốn tạo công ăn việc làm, đúng không, thì mình phải đi nỗ lực, mình gặp gỡ người nào. Thí dụ như người Trâm là cái nghề nào đó, mình không thể nào mình ngồi chờ người ta tới với mình được. Mình phải đi ra, phải nỗ lực, mình đi ra, mình năng động, mình ra chào người ta. Nếu mà thật sự người Trâm thích cái nghề của người Trâm thì không có lý do gì mà mình không đi ra, mà mình phải nỗ lực mới có kết quả được. Còn nếu mình muốn mình thay đổi cái chính quyền thì mình không ngồi đó mình chỉ tay, tại vì cái ông mà đại diện mình không làm good job. Nếu ông không làm good job thì mình ra làm đi, mình ra làm. Mà cái lý do mà động lực mà mình ra đó là mình có một cái sự chọn lựa. Mình có thể là mình ngồi đó và nhìn thấy những cái chuyện gì nó xảy ra, và mình có thể bất mãn, mình có thể nguyền rủa cái điều đó, hay là mình có thể làm điều đó. Cái đó là một cái như là một cái khí giới. Nhiều người ta nói ô
anh có phải là một cái người mà the best qualified, có người phải tài giỏi nhất không? Hay là phải tôi có thể là không phải là người tài giỏi nhất, nhưng mà trong cái district nó có 600.000 dân mà chỉ có 4 người đứng ra làm. Đúng. Cái đó về tài giỏi không không cần biết, nhưng mà mình có dám, có can đảm đứng ra. Tại vì tôi nghĩ là cái sự đóng góp hơn bao giờ hết, cái sự có mặt của mình trong quốc hội rất là cần. Tại vì cái thành phần dân số thay đổi rồi, mà nếu mà cái chấm nhìn nó ủa sao mấy người thì sao, nó phải phản ảnh cái dân số của cái số người trong quốc hội, nó phải phản ảnh cái dân số ở đây, đúng không? Có những người thì phải có khuôn mặt ở đó, thì mình phải có cái tiếng nói trong và đó. Trong 600.000 dân đó thì cái cộng đồng Việt Nam cũng không phải là nhỏ, tuy nhiên anh cũng đã dám can đảm để đứng ra để đại diện cho cộng đồng Việt Nam. Thì Kiều Trâm thay mặt đó để cảm ơn anh và đã mang tiếng nói người Việt lên cho cái trong dòng chính trị cũng như là chính phủ của Hoa Kỳ. Và thưa anh, thì anh có thể trong cuộc bầu cử này thì Kiều không biết anh có thể thông báo cho mọi người biết là cuộc bầu cử và mọi người có thể bỏ phiếu được là vào ngày nào, thời gian nào không thưa anh? Dạ vâng, cuộc bầu cử này sẽ diễn ra early voting là cái cuộc bầu cử sớm. Tại vì cái cuộc bầu cử này nó có hai cái sự kiện chính, đó là primary là giữa đảng Cộng hòa với nhau. Rồi khi mà thắng trong tháng 3 rồi mình sẽ vào tháng 11 sẽ mình đấu lại một lần nữa. Như là mấy cái đi thi hoa hậu biết không? Hoa hậu đi vào vòng đó, và chung kết, cái bán kết, đúng rồi. Là lúc đó mới vào phần chung kết. Thì trong lúc này thì anh có bốn người trong đó. Và cái ngày early voting là bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 early voting cho tới ngày 2 tháng 3. Và nếu mà quý vị muốn biết thêm tin tức thì quý vị hãy vô trong cái website là dannyforcongress.com, dannyforcongress.com, thì trong đó nó có những cái chi tiết rất rõ ràng hơn. Và quý vị muốn có những cái câu hỏi thắc mắc hay là những sự nhắn nhủ nào của người Việt mà muốn nhắn cái tâm tư của mình, hay là muốn dạy bảo những điều gì, hay là những cái vị nào đã được trải qua, thì một cái ưu điểm của mình là mình sẽ lắng nghe, mình rất là lắng nghe về những cái tâm tư. Tại vì cái bổn phận của mình là chuyển tải người đại diện, chuyển tải những tâm tư của những người mình đại diện lên đó. Thì quý vị có thể gọi cho quốc đoàn ở số là tên quốc đoàn là tên cái tên mà xưa trong cộng đồng cái đó, nhưng mà tên khi mà cử là Danny Nguyễn. Dạ, 832-899-5542, 832-899-5542. Quý vị có thể liên lạc của cái địa chỉ đó. Kiều Trâm cũng xin nhắc lại quý vị một lần nữa là thưa quý vị, nếu quý vị quan tâm hơn về cuộc bầu cử này và quan tâm hơn về ứng cử viên người Việt của chúng ta thì quý vị có thể vào website là www.dannyforcongress.com, hoặc quý vị có thể là qua số điện thoại mà anh Danny vừa đưa quý vị, đó là 832-899-5542. Và thưa quý vị, cuộc bầu cử này sẽ diễn ra và cho quý vị bầu cử sớm vào ngày 20 tháng 2 cho đến ngày 2 tháng 3, và bầu cử chính thức sẽ là vào ngày 6 tháng 3 thưa quý vị. Và rất cảm ơn anh Danny đã đến buổi hội thoại ngày hôm nay để chia sẻ những câu chuyện rất là thật, những cái câu chuyện đời tư của anh để mà các cử tri hiểu rõ hơn về cuộc sống của anh. Và hy vọng rằng Kiều Trâm xin chúc anh sẽ giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này. Cảm ơn Ngọc Trân, Kiều Trâm rất là nhiều. Dạ vâng. Nếu mà tất cả những ứng cử viên mà có được cái sự phỏng vấn, được dẫn những ý tưởng như vậy thì chắc cái cơ hội rất là cao. Cảm ơn Kiều Trâm. Dạ, cảm ơn Thank you for your service. Dạ, thank you. Và hy vọng sẽ gặp lại anh trong cuộc bầu cử này nhé. Yeah. Và cảm ơn anh và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kiều Trâm sẽ hy vọng sẽ được gặp lại quý vị trong buổi hội của lần sau. Xin trân trọng kính chào quý vị. Merry Christmas. Chúc mừng Giáng sinh. Dạ vâng. Và một năm là hạnh phúc. Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn anh nhé. Yeah.